Gì la hết hồn. Vô tắm giùm coi. Vô cử lắm rồi. Vô tắm giùm coi, cảm ơn nha. Trời ơi, em không tắm đâu. Để đi. Hả? Để vô tắm giùm đi. Mặt gì không tự tắm? Tắm sao tắm được, cái mặt gì sao lau. Sao sao? Vô lau giùm đi, lẹ đi. Không. Để đi. Run. Hello, chào anh em. Lại là mình đây, B Vlog. Hôm nay mình sẽ làm một clip, đó chính là cho anh vợ mình. Việc đầu tiên của mình đó chính là phải trang điểm thiệt là đẹp. Tôi sẽ nhờ Phúc hoặc Nhẫn lấy lọ chét bên người tôi thật là đen. Anh em hiểu không? Thà đen nguyên cái mặt như thế này nè, chù hai con mắt với cái miệng ra thôi. Đen thùi lùi luôn anh em. Giờ tôi với Phúc sẽ tiến hành đi về. Phúc sẽ là người tha lọ lên mặt tôi nha các bạn. Rồi sẽ thả miếng son lên á, cho thật là đẹp. Rồi tới luôn. Rồi ok, giờ em mình về nè. Cô đơn thi bằng tay đâu đưa đây. Còn như cho qua năm sau đám cưới điện tài đó, ngày mùng 2 có ai đưa nhiều. Em mở đầu anh nói châu cao anh qua rất dâu luôn. Mai này ta sang dầu quá xa to thịt kho rau muống. Tấm thiết xe mặn nồng yêu thương lắm anh mong. Chỉ thì con chân chờ chi nữa. Ờ chùa hai mắt thiết mẹ. Đó. Em thấy đẹp trai liền hay chưa? Đó. Làm như người gần đây từ ngày dán tóc lên thấy trai đẹp trai nè. Quýt to to. Khủng bố. Khủng bố mà. Cái mặt mày 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 Oh, hello anh em. Thì cho anh đồ lấy cây son tô màu đỏ là cái môi nữa. Tìm nó cũng
cua ở đây được. Này chiều tối mà kiếm được ở đây được. Kiểu này vô hụt nó một cái động anh em coi à, giật mình té xỉu luôn. Gì la hết hồn. Vô tắm giùm coi. Vô tắm giùm coi. Cảm ơn nha. Thôi em ăn mà không tắm đâu. Để đi. Hả? Để vô tắm giùm đi. Mặt gì không tự tắm? Tắm sao tắm được chứ mặt gì sao lau. Chó sao? Vô lau giùm đi, lẹ đi. Không. Tự tắm đi. Lẹ đi. Không. Lẹ đi. Ha ha ha!